Tôi đoán mỗi một chữ ở đây đều là những lời nói mà má từng nói với anh, những câu từng chửi anh, những lời nói làm tổn thương anh suốt đời anh cũng không quên. Con à, con làm ơn đi, nhanh lên đi, con cầm có một chút đồ bỏ xuống đi. Con có biết là má không thể đi làm không? Má bị con hại chết đó. Ai cũng cười con mắt của con. Đừng mà má, má ơi, đừng mà má, má con ơi. Đúng là quái vật mà. Má không cần con nữa. Thì như quái vật vậy, con có biết con làm cho má bị người ta nói má sinh đứa con tạp chủng không? Với lại bị người ta nói má ngoại tình. Thật sự má hối hận đã sinh ra con. Má sinh cục xá xíu còn hơn sinh con. Xem ra tôi đã nói đúng. Anh viết chữ má có nét thiếu. Tôi rất hiểu cảm xúc của anh. Bởi vì Kình Phong cũng từng căm ghét má của cậu ta. Kình Phong rất may mắn có thể tách thêm cậu ra, giúp cậu ta gánh chịu ký ức đau khổ. Cho nên anh đã chọn cách khác. Đàm Ngọc Di để tóc dài, bà ta thích mặc váy màu trắng. Những người anh giết đều có cùng đặc điểm với bà ta, mới có thể trút bỏ sự căm phẫn ức chế trong lòng của anh, đúng không? Cắt ngón tay của họ ra, dùng máu của họ viết chữ lên lưng. Cả thế giới đều biết tội lỗi của Đàm Ngọc Di. Trong chín ngón tay, bây giờ chỉ còn lại một cái chưa xác minh được thân phận. Tôi tin chắc ngón tay này thuộc về Đàm Ngọc Di. Bà ta từng dùng tay này động chạm anh, đánh đập anh, tát tay anh, làm cho anh căm ghét bà ta. Cho nên anh giết bà ta, còn cắt luôn ngón tay của bà ta. Tôi đối xử bà ta rất tốt. Tôi thường ngồi ở nhà trò chuyện với bà ta, uống cà phê với bà ta. Bà ta uống ngọt lắm, thích uống tới 3 viên đường. Bấy lâu anh đã giấu bà ta bên cạnh. Bà ta không còn đánh tôi, không còn chửi tôi. Bộ ở phòng khám không phải là mô hình xương người, là hài cốt của Đàm Ngọc Di. Bấy lâu chúng tôi không để ý bộ xương đó không có ngón út. Bây giờ anh giấu bà ta ở đâu? Bà ta là người thân của tôi, tôi nhất định phải bảo vệ. Nhưng anh chỉ là một nhân cách, những chuyện này anh không hiểu đâu. Lúc nãy nói gì với Chu Cơ vậy? Làm cho cậu mết lên cơn đi rồi xông ra, xém chút tôi không thể ngăn cản được đó. Lúc trước tôi và Chu Cơ có trao đổi, muốn thay đổi nhân cách có thể dùng lực ly tâm. Có thể lời nói lúc nãy của tôi tạo ra va chạm rất lớn đối với mết. Kình Phong, anh cũng vậy. Lại muốn chơi trò gì nữa? Có bao giờ anh nghĩ tại sao cậu mết ngủ một giấc suốt 17 năm không? Chu Cơ không thể trả lời tôi. Còn anh, hay là để tôi gợi ý cho anh, Dương Bích Tâm cũng bỏ đi 17 năm. Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau chứ? Cậu ta sợ chén canh độc của má sao? Không thể nào, cậu ta chỉ là nhân cách mà thôi, chén canh có phải thuốc cậu ta đâu. Nếu phải thì sao? Phải gì chứ? Nếu hôm đó kẻ nhìn thấy Dương Bích Tâm hạ độc không phải anh. Không có, lần này con không phải đánh nhau đâu má. Ăn thêm đi, lát nữa còn có canh. Sao hôm nay má tốt bụng vậy? Bấy lâu tôi tưởng anh đã mất ký ức đó rồi, bởi vì Chu Cơ để gánh chịu giùm anh. Nhưng sự xuất hiện của Matt đã bác bỏ suy nghĩ của tôi. Thì ra anh thật sự chưa trải qua. Cho nên hôm đó kẻ nhìn thấy Dương Bích Tâm hạ độc không phải anh, là cậu Matt. Bởi vì anh không phải là Diệp Kình Phong thật sự. Anh chỉ là một nhân cách, anh không phải là con người. Một ngày nào đó anh sẽ biến mất, anh sẽ tan thành mây khói. Tôi sẽ không thể tan thành mây khói. Anh đang nói dối thôi. Anh không chấp nhận chuyện này. Tôi thôi. Anh muốn tôi làm gì mà tôi cũng không biết làm sao gọi anh. Diệp Kình Phong, anh cố tình chiếm đoạt cơ thể của mẹ. Câm miệng lại. Anh cho cậu ta ra đi. Câm miệng lại đi. Anh cho cậu ta ra đi. Anh câm miệng lại cho tôi. Bác sĩ Di à, đói bụng quá, anh dẫn tôi đi ăn đi. Mẹ, cậu có muốn từ nay có thể đi ăn uống tùy thích hay không? Muốn đi đâu thì đi. Muốn lắm. Sếp à,
Tôi muốn hỏi thăm có phải lát nữa Di Duệ Kiệt sẽ ra không? Bà là ai? À, con tôi là cảnh sát trong tổ đặc biệt tên là Diệp Kình Phong. Tôi có chút chuyện định nói vài câu với nó. Tôi đứng đây để nó có được không? Không thành vấn đề. À, cảm ơn. Bà gì bà không sao chứ? Không, có lẽ nóng quá trong người cảm thấy khó chịu. Má Bi, sao má ở đây vậy hả? Lúc nãy nắng quá nên má nhức đầu một chút. Sếp này tốt bụng lắm, cho má lên xe ngồi một lát. Cảm ơn sếp nha. Cảm ơn. Nếu qua được sếp Sơn, tôi sẽ có cách sắp xếp. Nếu gặp má tôi thì sao? Thứ nhất, cậu không thể gọi bà ta là má. Thứ hai, cho dù cậu muốn cãi lại cỡ nào cũng không được cãi lại. Bởi vì bà ta thương nhất chính là Chu Cơ, mãi mãi không hề cãi lại. Chê, tôi cũng không thích bà ta cãi tôi như vậy. Nếu cho tôi chọn đi theo ba. Cậu lại không kiềm chế được rồi. Tóm lại cậu phải nhớ, Dương Bích Tâm rất khó đối phó. Bà ta phân biệt được rất rõ ba nhân cách. Sao hả? Di Duệ Kiệt có nói gì cho con nghe không? Có, nhưng mà lát nữa con sẽ hỏi anh ta thêm nhiều chuyện, mới thêm nhiều chuyện. Hôm qua má đoán được chữ máu đó, má có đoán sai không? Bây giờ họ đang chờ con. Con không thể nói quá nhiều chuyện về vụ án đâu. Má Mi à, má có say nắng không vậy? Có cảm thấy không khỏe không? Hay là má về nhà trước đi. Má không có gì. Sếp Diệp, hay là đưa chị Tâm về trước đi. Không cần đâu, tôi còn chưa hỏi anh xong mà. Làm việc trước đi. Sếp Nhiếp, đó là Mét. Đường Lệ Khanh. Trường nữ sinh Đức Trinh. Sư huynh, đoạn đường phía trước kẹt lắm đó. Phải, khoảng thời gian này chỗ đây hiếm khi như vậy lắm. Đây là trọng phạm, chúng ta nên cẩn thận hay hơn. Hay là đổi đường? Duy, bác gái, giữ chặt nha. Sếp Diệp không sao chứ? Tôi không sao. Phía trước có chuyện gì vậy? Đi, ngồi xuống. Di Duệ Kiệt đừng có làm mày. Xuống xe. Vụ gì đây? Lái xe kiểu gì vậy? Thiệt tình sao không vợ yêu? Xuống xe, mở lên. Bệnh nhân của anh ở phía trước, anh ta tới tiếp ứng hay sao? Anh không phải là Mét. Mét chưa từng gặp người này. Tôi Quốc Thành ôm búp bê cao su bỏ chạy, anh Thiêm và mọi người đang đuổi theo.